Cửa hàng Nhật Đông Cơ xin chào tất cả các quý khách hàng, địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray Cẩm Mỹ Đồng Nai, số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một mẫu máy cơ xích hạng tầm trung nằm đứng nha mọi người. Và hôm nay đến từ thương hiệu của Echo Kyorit nhá. Hiệu Yangma này nha mọi người. Mã số là CSVI3201 nha mọi người. Đó. Em này là hệ đời 4 số nha, dành cho anh em xài trong gia đình vườn nhà nha mọi người. 34cc ha. Đó, rất là vừa tầm nhỏ gọn. Đấy, anh em xài trong gia đình vừa đủ nha mọi người. Lam cái này được sử dụng lam tổng độ dài là 40 nha mọi người. Mặt cắt cây là 35cm. Đó, lam này được ráp lam latin, đầu có tản nhiệt này. Đó, nên là anh xài rất là bền nha mọi người. Đó, thì cái lam này là đỡ bị xúc xích, đỡ bị cong lam. Và xích thì cũng đã được ráp xích mới, nên là anh em yên tâm sử dụng nha mọi người. Đó, riêng bộ lam xích không là cũng ta rất là tốn tiền này ha mọi người. Đó, thay xích mới, lam mới luôn, lam latin cho anh em luôn ha. Đó, ốp lam cái này được sử dụng ốp lam 2 ốc này, vặn trực tiếp bằng khóa 10. Và tăng xích của em này nằm tại má ốp lam này. Đây cũng có tăng xích mà bên trên này cũng được này anh em ha. Đó, các tem thương hiệu Yangma vẫn còn nguyên trên phía má hộp giật nha mọi người. Đó, và đời này có xả hơi này anh em. Đó, nếu mà anh em mà leo cây hoặc ở dưới nhưng mà giật mà nó nặng đấy, mình sẽ bấm vào cái nút xả này là giật nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với bình thường nha mọi người. Đó, lốc mặt tiền đây. Tình trạng máy là ring nguyên bản, bảo hành bao lột lòng 12 tháng. Anh em mua được tặng kèm hai món đồ buji và rũa nhá. Là lốc mặt tiền đây, rất là mới nha anh em. Đó, khá là sáng ha. Đằng trước này được thiết kế cho mình nắp bình chứa nguyên liệu nhớt thải bôi trơn lam xích, còn đằng sau này là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt nha mọi người. Bên phía má hộp giật tem mạc Yangma vẫn còn này nha. Đó, rất là sáng ha. Mã số series của máy đây 001156 Made in Japan. Đó, CSVI3201 nha mọi người. Đó, hàng chuẩn của Nhật Bản này nha. Đấy, cứ yên tâm ha. Rồi dần sẽ mở bộ phận lọc gió cho anh em xem bên trong nhá. Rồi, màng lọc của em này được thiết kế cho anh em là một màng lọc tròn nha mọi người. Đó, thiết kế là một màng lọc giấy nha. Bên trong là có thiết kế các viền sắt nên là chống bị móp méo nha mọi người. Màng lọc này thì rất là tốt nha mọi người. Nên lọc bụi tuyệt đối luôn, chỉ có bụi nhỏ nhất có thể bay qua đây ha. Còn những cái bụi màng lớn ấy là nó chỉ nằm bên ngoài thôi nha mọi người. Nên là cái đời này mình sử dụng là nó rất là bền cái nòng nha mọi người. Đó, chế được sử dụng chế gum rồi. Đó, bộ bát thì nó che rồi nha, anh em chỉ nhìn sơ qua thôi. Đó. Nói chung là mẫu này thì anh em xài trong gia đình vườn nhà rất là vừa tầm vừa đủ ha. Xài ổn định nhạy nổ, đó, vừa tay luôn. Rồi giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy nha mọi người. Máy của em Echo Yangma CSVI3201 này là 2.800.000 đồng. Là được ráp xích mới này. Đó, xích mới lam latin nha mọi người. Anh em nào có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhé mọi người. Giờ em sẽ khởi động nhá. Hơi nhỏ mọi người, chờ em một chút em sẽ vặn cho nó to lên một tí nha mọi người. Đăng ký rất là êm nhanh nha. Đời bộ này là đời bộ giảm thanh nha, nên là âm thanh phát ra cũng là rất là êm ấm. Xuống là tắt, đẩy lên là xài. Đó, máy rất là im ấm ha. Và bốc ra rất là bốc và nhớt lam ra rất là tốt nha mọi người. Đó. Rồi, giờ sẽ khởi động lại cho anh em nghe tiếng máy nhá. Em Echo mã số là 3201, giá là 2.800.000 đồng, ráp lam latin xích mới. Anh em nào có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại 0988628901 đặt hàng nha mọi người.